Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã đến thăm gia đình thương binh 4/4 Trần Sĩ Tư, sinh năm 1953, và gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Xuân Đào, sinh năm 1946. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cống hiến của các thương binh, bệnh binh trong công cuộc giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp để xây dựng và phát triển quê hương. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đến các gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Xúc động trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo thành phố, các gia đình bày tỏ sẽ phát huy truyền thống cách mạng, luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp.